Xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, Ruby sẽ cùng các bạn tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu về các loại thực phẩm trong gia đình nhé. Học cùng Ruby TV. Đây là gì? Xúc xích. Xúc xích. Xúc xích. Đây là gì? Đậu hũ. Đậu hũ. Đậu hũ. Đây là gì? Bánh chưng. Bánh chưng. Bánh chưng. Đây là gì? Bánh kem. Bánh kem. Bánh kem. Đây là gì? Bánh quy. Bánh quy. Bánh quy. Đây là gì? Dưa chuột. Dưa chuột. Dưa chuột.
Đây là gì? Hạt sen. Hạt sen. Hạt sen. Đây là gì? Mì gói. Mì gói. Mì gói. Đây là gì? Wow! Nấm. 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 Đây là gì? Chả giò. Chả giò. Chả giò. Đây là gì? Phô mai. Phô mai. Phô mai. Đây là gì? Thạch dừa. Thạch dừa. Thạch dừa.
Các bé ơi, vậy là hôm nay Ruby đã cùng các bé tìm hiểu về các loại thực phẩm rất là vui rồi. Hẹn gặp lại các bé trong các bài học tiếp theo nha. Tạm biệt!